Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Bộ ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Riêng các khu vực vùng núi Trung Du, cục bộ sẽ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông cần đề phòng mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, trời vẫn sẽ có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ. Nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ. Khu vực miền Trung trong 3 ngày tới, nhiệt độ cũng giảm dần. Mưa dông có xu hướng gia tăng, nắng nóng chỉ còn xuất hiện rải rác một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ chiều và tối có mưa dông, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trong đó, mưa to sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh thành phía Nam Trung Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, cần đề phòng khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh đang chi phối thời tiết, nên trong những ngày tới, ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa dông, cục bộ sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông, tiềm ẩn với nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối và tối, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 34 độ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Mưa sẽ có xu hướng gia tăng về đêm và rạng sáng, với nhiều điểm mưa vừa, mưa to như Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi thấp hơn dưới 23 độ. Ngày mai trời nhiều mây và nắng gián đoạn. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ và một số các khu vực vùng núi phía Bắc ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái. Đến chiều, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang. Mưa nhỏ rải rác tại một số nơi như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình và Sơn La, Phú Thọ. Tuy nhiên, thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Đến tối và đêm mai, khu vực của Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác trên toàn khu vực. Mưa tập trung nhiều tại khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc và một số các khu vực vùng núi phía Tây Bắc. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, các khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 21 đến 24 độ. Dự báo vẫn có những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành trong khu vực Bắc Bộ trong những ngày sắp tới. Ngày thứ Sáu, mưa sẽ có xu hướng tăng cả về diện và về lượng. Với những điểm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có những nơi mưa rất to. Thời gian mưa chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng sớm và có thể kéo dài tới ngày 15 tháng 6. Do có mưa nhiều nơi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ khá mát mẻ, phổ biến từ 30 đến 34 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
cục bộ một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Khu vực Thừa Thiên Huế, trong tối và đêm nay, trời tạnh ráo, ít mưa, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi. Tuy nhiên, lượng mưa ít, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ tại Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo vẫn có những cơn mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong những ngày sắp tới. Từ ngày thứ 6, mưa sẽ có xu hướng gia tăng, với nhiều điểm sẽ có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài tới ngày 14 tháng 6. Từ khoảng ngày kia, nhiệt độ cao nhất trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 31 đến 34 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sau. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong tối và đêm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Cục bộ một số nơi tại Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Quảng Ngãi, Bình Thuận. Tuy nhiên thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai buổi sáng và trưa trời tạnh ráo và không mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to, rải rác tại hầu khắp tất cả các tỉnh thành từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Cục bộ một số nơi có mưa rất to, trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Khu vực của Bình Thuận trong chiều tối ngày mai có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác một vài nơi. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại các nơi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Cục bộ một số nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam có thể có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo những ngày sắp tới vẫn có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối, trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo đợt mưa này sẽ có thể kéo dài tới ngày 10 tháng 6. Từ ngày 13 trở đi, mưa sẽ có xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 35 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Tây Nguyên trong tối và đêm nay có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ ở một số nơi tại Kon Tum, Gia Lai có thể có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai, buổi sáng và trưa trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Đến chiều và tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi như phía tây của Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông, đêm có thể có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực vùng cao nhiệt độ thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên vẫn có những cơn mưa rào và dông rải rác tại khu vực Tây Nguyên trong những ngày sắp tới. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm có thể kéo dài tới ngày 14 tháng 6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 đến 32 độ và duy trì trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ tối và đêm nay trời nhiều mây, những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa, có nơi mưa to tại một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An,
Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, buổi sáng và trưa trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Phước. Đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Cục bộ một số điểm có thể có mưa vừa, mưa to như là tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và khu vực ven biển như Bến Tre, Trà Vinh. Đến tối và đêm mai, miền Tây và miền Đông Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác, cục bộ ở một số nơi tại Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ven biển Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre có thể có mưa rào với lượng mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thứ hai thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.